Theo kế hoạch của chính phủ trong lĩnh vực nhà ở, gánh nặng thuế giá trị gia tăng sẽ được giảm bớt. Đối với các công trình xây dựng nhà ở, thay vì mức thuế 15% sẽ giảm xuống 12%. Tuy nhiên, ở các hạng mục khác trong lĩnh vực này, mức thuế vẫn tăng lên. Chẳng hạn như nước và hệ thống xử lý nước thải sẽ tăng từ mức 10% lên 12%. Ví dụ, nếu một gia đình trả 14.000 korun hàng năm cho nước và hệ thống xử lý nước thải, thì nếu áp dụng đề xuất mới, khoản tiền sẽ tăng thêm 300 korun cho mỗi năm cho thuế DPH. Đối với hệ thống sưởi ấm từ xa cũng sẽ tăng từ mức 10% hiện tại lên 12%. Điều này có nghĩa là chi phí cũng tăng lên. Những gia đình sưởi ấm bằng gỗ cũng sẽ phải trả cho nhà nước 21% thuế DPH thay vì 15% và chi phí sẽ tăng thêm hàng trăm korun. Nếu gia đình sống trong nhà riêng thì phải tính đến việc tăng thuế bất động sản có thể tăng thêm từ 30% đến 100% từ năm tới. Đối với một số gia đình, tức là sẽ tăng thêm vài nghìn korun. Còn đối với gia đình sống trong nhà thuê, chủ nhà cũng sẽ phản ánh các chi phí này vào tiền thuê nhà. Người lao động cũng phải tính đến việc giảm mức hoàn thuế đối với vợ chồng đang chăm con dưới 3 tuổi. Những gia đình có con cũng sẽ bị hủy khoản bỏ hoàn thuế đối với trẻ học mẫu giáo và học sinh. Những điều này sẽ khiến gia đình phải chi thêm hàng ngàn korun mỗi tháng. Dự kiến chính phủ sẽ phải đối mặt với các thảo luận đầy khó khăn trong khuôn khổ ba bên với đại diện người sử dụng lao động và các công đoàn. Theo các chuyên gia, gói đề xuất tiết kiệm cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức sau hơn 2 năm nữa.